Từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam, trò chơi trực tuyến trên mạng Internet Pokemon Go đã mang đến một làn gió mới, tạo nên một cơn sốt mạnh trong cộng đồng những người yêu thích game online. Đặc biệt là các bạn trẻ, những game thủ luôn yêu thích việc trải nghiệm với những game mới mang tính tương tác cao. Người chơi Pokemon Go phải bước ra ngoài, lao vào những cuộc săn tìm thực sự, tham chiến giành giật để tăng cấp độ, sở hữu thú hiếm. Đây là yếu tố làm tăng sự kích thích, tò mò và khiến cho mọi người chơi một cách say mê. Thấy giờ này cực không có chơi gì kìa. Rồi đi ra mấy chỗ công viên rồi đông đông mới bắt có nhiều Pokemon. Chứ bình thường ở chỗ khác không có. Chỗ này có thể kêu gọi mọi người đi chơi chung hoặc là cái gặp con thú đâu cái đủ lại bắt chung vậy. Cái trò chơi này nó khác đó là nó có một cái điểm đặc biệt là cái sự tương tác giữa cái nhân vật Pokemon với lại cái môi trường thực tế bên ngoài. Nó tạo cho người chơi cái hứng thú. Với lại cái thứ hai là nó làm cho mình phải di chuyển. Thì mình đi từ nơi này đến nơi khác để mình tìm những cái con Pokemon đó. Bây giờ là sẽ kêu gọi thanh niên đi ra ngoài hoặc là đi ra công viên chẳng hạn, thì có thể sẽ gặp được nhiều bạn bè mới chẳng hạn đó. Rồi mình sẽ vận động thì cơ thể mình sẽ khỏe hơn. Nếu mà mình chơi ở nhà mình thì thường là mình chơi đơn hoặc là chơi mình không, mà còn cái này nó có tính cộng đồng, nó tập thể hơn, rủ bạn rủ bè chơi được này thì nó vui hơn chứ. Đó, nó khác cái những cái game khác ở chỗ đó. Thế nhưng bên cạnh tính giải trí cùng những yếu tố tích cực đối với tinh thần và phong cách sống của các game thủ, trò chơi này cũng đã bộc lộ nhiều tác hại nguy hiểm mà không ít người chơi thường không để ý đến.